Hello mọi người, thì đây hôm nay chị em tớ sẽ giới thiệu với mọi người về cái cây hoa này. Đây là cây hoa tiểu quỳ, còn có tên gọi là cây lan cằn cua, là thuộc nhóm về cây xương rồng và có loại lá mọng nước này, có hoa rất là đẹp và thường mọc ở những nhà có vườn nhà này, ban công để làm cảnh. Vậy là hoa này có gì đặc biệt, mọi người hãy cùng hai chị em mình tìm hiểu và biết thêm nhiều hơn nhé. Về cái cây này á, thì nguồn gốc của cây hoa tiểu quỳnh này có tên có tên gọi khác ấy là hoa lan cằn cua. Đấy, có nguồn gốc từ vùng núi ven biển ở phía đông nam của Brazil. Đấy, thuộc một loại gọi là chi nhỏ của xương rồng với 6 đến 9 giống hoa. Khác nhau với loại xương rồng vốn sinh trưởng phát triển ở sa mạc thì tiểu quỳnh nó lại mọc ở trên cây và các cái vách đá và nơi râm mát và có độ ẩm cao nhá. Về đặc điểm của cây hoa tiểu quỳnh này thì có chiều cao khoảng 3 đến 80 cm nhá. Cũng khá là cao đó. Thân của nó thì có màu xanh thâm và màu xanh thẫm và có mọc mọng nước và nhiều đốt như là đốt xương rồng ấy. Đó. Tiểu quỳnh này thì thường mọc thành bụi và thân dẹt giống ở khóa gỗ mập. Lá thì có nhiều loại như là các loại cây xương rồng khác và lá của nó thì màu xanh lục tỏa ra như chiếc lá cằn cua đó. Vì có khả năng kháng bệnh cao và sức bền bỉ mãnh liệt như thế thì nó được đặc biệt rất là nhiều người yêu thích và trồng. Tuy nhiên thì cây tiểu quỳnh này ưa chuộng ở những chỗ mà có nhà bóng râm này, mát mẻ và nên trồng ở ban công hay là treo cửa sổ nhé. Hoa có nhiều màu sắc như kiểu màu đỏ, màu cam và màu vàng. Thì ở trên đây thì cũng đã có hai màu rồi. Tôi cũng muốn bước cái màu có hai cây, cây kia có hai màu. Là cái loại này là loại cam nhá. Đúng không? Loại này màu cam. Loại này là loại màu cam này. Cái này là loại màu cam nha các bạn. Loại này thì có hai màu là màu tím và màu cam. Đấy, cây này thì có hai màu mix vào nhau là màu tím và màu cam luôn đó. Vậy nên là thời điểm gần đây hoặc là gần Tết gì đó thì sẽ có rất là nhiều người ưa chuộng và săn đó cái loại hoa tiểu quỳnh này. Và tiểu quỳnh này thì sẽ nở vào ban đêm, thời gian ra hoa rất là lâu và bền. Cây ra hoa vào từ khoảng tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Vào cái mùa này là mùa ra hoa của cây tiểu quỳnh đó nên là nó rất là đẹp nha. Dạ. Về ý nghĩa thì theo phong thủy thì hoa tiểu quỳnh có ý nghĩa đem lại bình yên, may mắn, giúp trừ tà này, mang lại ấm áp cho ngôi nhà của gia chủ. Trong cuộc sống thì hoa tiểu quỳnh đại diện cho tình bạn sâu sắc, tinh tế và bền chặt. Hoa màu đỏ thể hiện cho tình cảm mãnh liệt nồng thắm. Hoa màu vàng tượng trưng cho những lời động viên nhau trong những lúc khó khăn. Hoa màu cam thì giúp xua đuổi những cái tà khí, đem lại nhiều may mắn và sự ấm áp. Còn có cách cắt ghép và nhân giống hoa tiểu quỳnh thì nó sẽ có hai phương pháp nhân giống cây trồng này, đó là có thể cách thứ nhất đó là nhân giống bằng việc ghép thân trên cây xương rồng này. Bạn có thể lựa chọn một cây xương rồng ồn dại hoặc một cây thanh long và có cái thân khỏe để ghép cây, sau đó cắt một nhánh lan càng cua hay còn gọi là cây hoa tiểu quỳnh này ấy, rồi lấy ra dọc một đoạn trên gốc và ghép cắm vào. Tiếp đến là lấy một cây tăm nhỏ ghi cố định lại chờ cho cây ra mủ khô và dùng keo liền ra để gắn. Cách thứ hai đó là nhân giống bằng việc dâm cành. Cách này thì có dễ thực hiện hơn, mọi người có thể cắt một cành cây hoa tiểu quỳnh và dâm xuống đất ẩm
là nó sẽ tự mọc lên một cây mới. Nhưng mà phương pháp này thì cần đòi hỏi rất kỹ về kỹ năng và cách trồng thì mới có thể làm được cái cách này. Còn về cái loại cách trồng hoa tiểu quỳnh này thì bạn nên chọn một cái chậu có lỗ thoát nước ở dưới đáy này. Nếu bạn không có thời gian thì có thể dâm cành hoa xuống đất ẩm và bất kỳ chậu hoa nào đó. Nhưng mà để phát triển một cách tốt nhất thì bạn nên trồng cây ở một chậu phù hợp cho nó. Còn về đất trồng thì chuẩn bị đất phân xanh đã ủ hoai hoặc là đất đã được trộn với các loại phân hữu cơ. Một ít sỏi có kích cỡ khoảng là 3mm, đất có sỏi cần có tỷ lệ tương đương, sau đó trộn đều vào chậu. Còn về cách chăm sóc của cái cây này thì có khoảng hai cách chăm sóc. Đó là về môi trường sống thì cái cây hoa tiểu quỳnh này nó dễ sống nhưng lại phát triển tốt nhất. Nhưng muốn phát triển tốt nhất thì bạn cần đảm bảo các điều kiện, đó chính là về độ ẩm nơi trồng và đất giá thể. Về độ ẩm thì tiểu quỳnh kết hợp với các loại độ ẩm cao là từ 60%, nếu khí hậu nóng khô hanh thì để sử dụng máy tạo ẩm cho cây. Còn nơi trồng thì là cây chịu nhiệt, nhưng mà tiểu quỳnh lại ưa mát mẻ, ít sáng, cần để cây ở những nơi mát mẻ, có mái che và không khí thoáng mát, không bị ô nhiễm này. Cần để ở những nơi ở như là cửa sổ, ban công, hiên nhà. Còn vào mùa hè thì làm cây trong nhà, chỉ phơi nắng vào buổi sáng trong một thời gian ngắn. Về đất và giá thể thì đất trồng phải tơi xốp, sạch và không chứa mầm bệnh. Hơi chậu và trồng trong chậu phải rộng rãi này, thoát nước dễ này, kích thước phù hợp với cả cây nhá. Còn cách chăm sóc của cây tiểu quỳnh này thì cần phải tưới nước. Với mỗi ngày thì mình cần tưới nước 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Lượng nước cần phải khoảng từ 300 đến 500 ml nhá. Và mùa lạnh thì không nhỉ. Và mùa lạnh thì lúc cây cần ra hoa thì không nên tưới nước quá là nhiều. Lúc mà cây đang ra hoa này chắc là không cần phải tưới nhiều nước này. Đó, phải chú ý nhá. Và về nhiệt độ của cây thì cây tiểu quỳnh này phù hợp với nhiệt độ khoảng từ 20 đến 25 độ C nhá. Về phân bón thì khi mà bắt đầu trồng cây này nên bón phân chút, như là phân tổng hợp cho cây này, một tháng có thể bón phân một lần để cây phát triển tốt nhất. Và để tạo ra môi trường sống nguyên sinh cho cây thì chúng ta cần dùng phân bón có cái nguồn gốc vi sinh để có thể bón phân cho cây. Đó. Thì hoa tiểu quỳnh này có chi rất là nhiều màu. Đó. Như là màu đỏ nè, màu vàng và màu cam, màu trắng nữa, đó, màu hồng, màu tím, rất là nhiều loại màu về cái cây tiểu quỳnh này. Và mọi người muốn biết là giá thành của nó là khoảng bao nhiêu không ạ? Thì cái loại hoa tiểu quỳnh này thì với cái nhiều màu sắc sặc sỡ và tuyệt vời, tuyệt đẹp như thế này á, thì rất là nhiều người yêu thích và có thể trồng. Vì vậy mà bạn có thể tìm hiểu và mua cái cây tiểu quỳnh này với giá thành bây giờ thì nó cũng khá là rẻ lắm. Với cái cây mà vừa đẹp mà nhiều màu sắc như thế này. Thì cái cây mà bạn đi đang cầm đây nè. Thì cũng tầm khoảng từ 100 đến 150 một cây này thôi các bạn ơi. Mình dao động khoảng 100 đến 150 để cho các bạn hình dung ra. Vì nếu mà kiểu là nó sẽ tùy vào cái kích thước to nhỏ của cây và độ bồng xòe và diện hình hoa của cây nữa, nên là giá thành của nó sẽ khác nhau nhé. Đó, các bạn xem kỹ cây đi. Đó, nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ số hotline bên mình, sẽ để ở góc trái màn hình nhé. Thì các bạn sẽ liên hệ với mình, có thể gọi số hay là các bạn có thể lên Facebook này nhắn tin cho mình sẽ hỗ trợ các bạn trực tiếp nhé. Đây ạ, chỉ rõ hoa đi, rất là đẹp. Ngoài ra thì bên mình cũng có rất là nhiều loại cây khác. Thì các bạn có thể đến trực tiếp showroom 39 cây đời để có thể nhìn rõ và có thể lựa chọn cho mình một cái cây là phù hợp với bản thân của mình nhé.
Cảm ơn rất nhiều. Xin chào.